đang vào cao điểm thu hoạch vụ lúa mùa, nhưng những nông dân như bà Lưu Thị Quyến không phải lo chạy công thu hoạch hay tìm nơi tiêu thụ như mọi năm. Từ đầu vụ sản xuất, bà Quyến cùng với hơn 200 hộ dân thôn Hiếu Lễ đã ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ lúa với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiếu Lễ. Không có cần đi kiếm máy nữa. Tới mùa là bên thôn là điều kiện máy vô gạch rất là thuận lợi. Tất cả lúa giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được Hợp tác xã cung cấp từ đầu vụ cho nông dân. Giá thu mua lúa cũng được thống nhất từ trước, với lúa tươi là 8.500 đồng và lúa khô là 9.500 đồng. Hợp tác xã lo khâu thu hoạch, bao tiêu sản phẩm, còn nông dân chỉ giám sát ruộng lúa của mình. Việc mà tạo liên kết giữa cái máy và hợp tác xã, thứ nhất là mang lại cái hiệu quả về cái khâu thu hoạch cũng như là khâu làm đất sau này. Nhờ đẩy mạnh liên kết trong sản xuất giữa nông dân và hợp tác xã, nên lợi nhuận từ trồng lúa sau thu hoạch vụ mùa của bà con nông dân đạt từ 30 đến 35 triệu đồng một hecta, tương đương với các vụ sản xuất chính. Ủy ban huyện tiếp tục quan tâm, đặc biệt là ngành nông nghiệp tiếp tục quan tâm củng cố kiện toàn các hợp tác xã để thực hiện tốt cái việc liên kết giữa hợp tác xã và người dân trong cái thực hiện từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Từ hiệu quả của việc liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã trong sản xuất lúa, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận sẽ tăng diện tích trồng lúa theo hình thức liên kết trong vụ đông xuân 2023-2024 lên 2.300 hectare.